Nếu các Bồ Tát thành tựu pháp này thì sẽ đắc được thân vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ ý. Những gì là 10? Đó là ý thượng thủ, vì phát khởi tất cả căn lành, ý an trụ, vì tin sâu kiên cố, bất động, ý thâm nhập vì tùy thuận, Phật pháp mà hiểu rõ, ý thấu rõ bên trong, vì biết tâm ưa thích của các chúng sinh, ý không loạn vì tất cả phiền não chẳng tạp, ý sáng tịnh vì cách trần không thể nhiễm trước, ý khéo quán chúng sinh vì không có một niệm nào lỗi thời, ý khéo chọn việc làm vì chưa từng có nơi nào sinh lỗi lầm, ý mật hộ các căn vì điều phục chẳng khiến cho buông lung tán loạn, ý khéo vào tam muội vì thâm nhập tam muội của Phật, không tà không của tà, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được ý vô thượng của tất cả chư Phật. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ ý. Những gì là 10? Đó là một ý thượng thủ, vì phát khởi tất cả căn lành hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Hai, ý an trụ, vì tâm Bồ Đề tin sâu kiên cố bất động. Ba, ý thâm nhập, vì tùy thuận Phật pháp mà hiểu rõ chân thật nghĩa. Bốn, ý thấu rõ bên trong, vì biết tâm ưa thích của các chúng sinh. Năm, ý không loạn, vì tất cả phiền não không thể tạp loạn. Sáu, ý sáng tịnh, vì khách trần không thể nhiễm trước. Khách trần là hình dung phiền não. Bảy, ý khéo quán chúng sinh, vì không có một niệm nào giáo hóa chúng sinh lỗi thời. Tám, ý khéo chọn việc làm, vì chưa từng có nơi nào tạo ra tội nghiệp. Chín, ý mật hộ các căn, vì điều phục mắt tai mũi lưỡi thân ý, chẳng khiến cho sáu căn buông lung tán loạn. Mười, ý khéo vào tam muội, vì thâm nhập tam muội của Phật, không còn cái ta cũng không còn của ta. Đó là 10 thứ ý của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được ý vô thượng của tất cả chư Phật. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ hạnh. Những gì là 10? Đó là hạnh nghe pháp, vì thọ sự ưa thích nơi pháp, hạnh thuyết pháp vì lợi ích chúng sinh, hạnh lìa tham sân si sợ hãi vì điều phục tâm mình, hạnh dục giới vì giáo hóa chúng sinh dục giới, hạnh tam muội sắc giới vô sắc giới vì khiến cho chúng sinh sớm quay trở về, hạnh hướng về pháp nghĩa vì sớm đắc được trí huệ, hạnh tất cả nơi sanh vì tự tại giáo hóa chúng sinh, hạnh tất cả cõi Phật vì lễ bái cúng dường chư Phật, hạnh niết bàn vì chẳng dứt sinh tử tiếp nối, hạnh thành tựu viên mãn tất cả Phật pháp vì chẳng bỏ pháp hạnh của Bồ Tát. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được hạnh không đến không đi của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ hạnh. Những gì là 10? Đó là một, hạnh nghe pháp vì thọ sự ưa thích nơi pháp. Hai, hạnh thuyết pháp vì đem pháp bố thí lợi ích tất cả chúng sinh. Ba, hạnh lìa tham sân si sợ hãi vì điều phục được tâm mình. Bốn, hạnh dục giới vì giáo hóa chúng sinh trong dục giới. Năm, hạnh tam muội sắc giới vô sắc giới vì khiến cho chúng sinh cõi sắc giới và chúng sinh vô sắc giới sớm quay trở về, hồi tiểu hướng đại phát bồ đề tâm. Sáu, hạnh hướng về pháp nghĩa vì sớm đắc được trí huệ, hiểu rõ tất cả pháp đều không, chẳng có sự tham chấp. Bảy, hạnh tất cả nơi sanh vì nhằm vận tự tại giáo hóa tất cả chúng sinh. Tám, hạnh tất cả cõi Phật vì hay lễ bái cúng dường tất cả chư Phật. Chín, hạnh niết bàn vì chẳng dứt sinh tử, chẳng bỏ niết bàn, sinh tử tiếp nối. Mười, hạnh thành tựu viên mãn tất cả Phật pháp vì chẳng bỏ pháp của Bồ Tát, chẳng bỏ hạnh của Bồ Tát. Đó là 10 thứ hạnh của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được hạnh không đến không đi của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ trụ. Những gì là 10? Đó là trụ Bồ Đề Tâm vì chưa từng quên mất, trụ Ba La Mật vì chẳng nhàm trợ đạo, trụ Thuyết Pháp vì tăng trưởng trí huệ, trụ A Lan Nhã vì chứng đại thiền định, trụ Tùy Thuận Nhất Thiết Trí Đầu Đà Trì Túc bốn thánh chủng vì ít dục ít việc, trụ Tin Sâu vì gánh vác chánh pháp, trụ gần gũi Đức Như Lai vì học oai nghi của Phật, trụ Xuất Sinh Thần Thông vì viên mãn đại trí, trụ Đắc Được Nhẫn vì thọ ký đầy đủ, trụ Đạo Tràng vì đầy đủ lực vô sở úy. Tất cả Phật pháp đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được trụ vô thượng nhất thiết trí. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ trụ. Những gì là 10? Đó là một, trụ Bồ Đề Tâm vì chưa từng quên mất Bồ Đề Tâm. Hai, trụ Ba La Mật vì chẳng nhằm lìa pháp trợ đạo. Ba, trụ Thuyết Pháp vì tăng trưởng nhất thiết trí huệ. Bốn, trụ A Lan Nhã nơi vắng lặng vì chứng được đại thiền định.
Năm trụ tùy thuận nhất thiết trí, đầu đà, khổ hạnh, tri túc, bốn thánh chủng, Phật, Bồ Tát duyên giác, thành phần, vì ít dục, ít việc. Sáu trụ tin sâu vì gánh vác chánh pháp nhãn tạng. Bảy trụ gần gũi Đức Như Lai vì học tất cả oai nghi của Phật, có 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh. Tám trụ xuất sinh thần thông vì viên mãn đại trí huệ, chứng được thần thông vô ngại. Chín trụ đắc được nhẫn vì thọ ký đầy đủ cho tất cả chúng sinh. 10 trụ đạo tràng vì đầy đủ 10 lực 4 vô sở úy tất cả Phật pháp. Đó là 10 thứ trụ của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được trụ vô thượng nhất thiết trí. Phật tử đại Bồ Tát có 10 thứ tòa ngồi. Những gì là 10? Đó là tòa ngồi chuyển luân vương vì hưng khởi 10 đường lành, tòa ngồi tứ thiên vương vì nơi tất cả thế gian tự tại an lập Phật pháp, tòa ngồi đế thích vì làm thắng chủ của tất cả chúng sinh, tòa ngồi phạm vương vì đối với mình và người tâm được tự tại, tòa ngồi sư tử vì hay thuyết pháp, tòa ngồi chánh pháp vì dùng sức tổng trì biện tài mà khai thị, tòa ngồi kiên cố vì thệ nguyện rốt ráo, tòa ngồi đại từ vì khiến cho chúng sinh ác đều hoan hỷ, tòa ngồi đại bi vì nhẫn chịu tất cả khổ,